Hello everybody in grade 4. Welcome to our online class. Xin chào các em học sinh lớp 4. Chào mừng các em đã quay trở lại lớp học online ngày hôm nay. Unit 6. Jim's Day. Lesson 1, 2, 3. Now, let's come to the lesson 1. Words. Okay, we look at the picture, listen and point. Have a shower. Brush my teeth. Get dressed. Have breakfast. Get up. Catch the bus. Walk to school. Now, you listen and repeat. Have a shower. Brush my teeth. Get dressed. Have breakfast. Get up. Catch the bus. Walk to school. I have some new words. Have a shower. Tắm. Brush my teeth. Đánh răng. Get dressed. Mặc quần áo. Have breakfast. Ăn sáng. Get up. Thức dậy. Catch the bus. Bắt xe buýt. Walk to school. Đi bộ đến trường. Okay, you look at the picture and choose the right options to complete the text. Bây giờ các bạn hãy chọn một phương án phù hợp để hoàn thành câu nói về những thói quen hàng ngày của Tim nhé. You have 7 seconds to complete. Get up. Brush my teeth. Have breakfast. Walk to school. Wash my face. Now, let's watch the video. I have an email from Jim. Jim is our cousin in Australia. He's a jackaroo. What's a jackaroo? Jackaroos work on sheep farms. It's a great job. He gets up early every morning. He rides a horse, and he looks after the sheep. It's dangerous. There are lots of snakes in Australia. Does Jim see a lot of snakes? Yes, he does. Look!
Jim is lucky. I want to be a jackaroo. I don't. I don't want a dangerous job. I have an email from Jim. Jim is our cousin in Australia. He's a jackaroo. What's a jackaroo? Jackaroos work on sheep farms. It's a great job. He gets up early every morning. He rides a horse, and he looks after the sheep. It's dangerous. There are lots of snakes in Australia. Does Jim see a lot of snakes? Yes, he does. Look! Jim is lucky. I want to be a jackaroo. I don't. I don't want a dangerous job. Perfect. Let's watch the video and answer these questions. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại video sau và trả lời câu hỏi. Where are they? What are they doing? I have an email from Jim. Jim is our cousin in Australia. He's a jackaroo. What's a jackaroo? Jackaroos work on sheep farms. It's a great job. He gets up early every morning. He rides a horse, and he looks after the sheep. It's dangerous. There are lots of snakes in Australia. Does Jim see a lot of snakes? Yes, he does. Look! Jim is lucky. I want to be a jackaroo. I don't. I don't want a dangerous job. Sau khi xem lại video clip này, các bạn hãy hỏi và trả lời với mẫu câu. Where are they? Và What are they doing? Hãy cùng nghe những đoạn hội thoại này, sau đó các bạn sẽ đóng vai từng nhân vật nhé. Okay, we continue lesson 2. Grammar. Now listen and point. Listening 55. Listen and repeat. He gets up early. He doesn't get up early. Does he live in a big house? Yes, he does. No, he doesn't. What time does he start work? We catch the bus. They don't catch the train. Do you walk to school? Yes, I do. No, I don't. What time do you go to school? Let's listen and repeat. Listening 55. Listen and repeat. He gets up early. He doesn't get up early. Does he live in a big house? Yes, he does. No, he doesn't. What time does he start work? We catch the bus. They don't catch the train. Do you walk to school? Yes, I do. No, I don't. What time do you go to school? To describe someone's daily routine, we use the following sentence structure. Với chủ từ I, you, we, they. Thì câu khẳng định sẽ là chủ từ subject cộng với động từ verb.
Câu phủ định sẽ là chủ từ, subject. Don't. Động từ, verb. Còn với những chủ từ. He, she, it. Cấu trúc câu sẽ là câu khẳng định, chủ từ, subject. Động từ, verb thêm s hoặc es. Câu phủ định sẽ là chủ từ, subject. Doesn't. Động từ, verb. Với những chủ ngữ I, you, we, they thì động từ theo sau sẽ để nguyên thể. Còn với những chủ ngữ he, she, it chúng ta chỉ việc thêm s, ngoại trừ những động từ có tận cùng bằng chữ o, sh, ch thì phải thêm e, s. Còn với động từ have chuyển thành has. I get up at 6 o'clock. She gets up at 6 o'clock. Tương tự như ở phần trước thì trong câu nghi vấn chúng ta cũng dùng động từ đúng theo chủ ngữ. I, you, we, they. Thì sẽ dùng mẫu câu hỏi là do chủ ngữ hay động từ nguyên mẫu? Còn với các chủ ngữ he, she, it thì sẽ dùng mẫu câu hỏi là does chủ ngữ hay động từ nguyên mẫu? Now, you read and circle. Bây giờ các bạn hãy khoanh vào từ đúng nào. You have 30 seconds to prepare. Do you want to play a game? Trò chơi của chúng ta có tên là Who is faster? Các bạn hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doesn't. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brush his teeth. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get dressed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Catch a bus. Well done, everyone. Let's write the verbs in the blanks. You have 30 seconds to complete. Seven, six, five, four, three.
Good job, everyone. Next part, we come to the lesson 3, grammar and song. Now, you work in pairs. Bây giờ các em cùng hỏi và trả lời về thời gian nhé. Example. What time does Nhan get up? He gets up at 5:30. Next. Let's play a game. Please look at the clock and choose the correct answer. You have 10 seconds to prepare. Các bạn hãy nhìn vào đồng hồ và chọn câu trả lời đúng nha. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. He walks to school at 4:30. He has lunch at 11:40. He gets up at 6:45. He brushes his teeth at 7:15. Wonderful. Now you write about Nhan. Các bạn hãy viết tiếp câu về thói quen hàng ngày của Nhan nhé. You have 1 minute to complete. So now, we listen and sing together. Homework. Review the vocabulary and grammar. Do workbook unit 6 lesson 1, 2, 3 on page 40, 41, 42. Goodbye and see you again.